Tại trụ sở của một nhóm siêu anh hùng, Tom đang ngủ nướng thì bỗng nhiên Jerry xuất hiện kế bên. Hóa ra Jerry muốn mượn cái khay uống nước của Tom để đi tắm. Cậu thoải mái tắm rửa mà không để ý phía sau đang có một con mèo, thậm chí còn dùng luôn cái cằm của Tom để làm khăn lau mặt. Ngay khi Tom vừa bắt được Jerry thì nhóm siêu anh hùng đã quay về. Năm người họ sở hữu được những năng lực siêu bá đạo là nhờ vào chiếc nhẫn. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, họ sẽ để Tommy canh chừng những chiếc nhẫn trong lúc nghỉ ngơi. Tom vừa làm xong việc thì liền chạy đến chỗ Jerry mà không hay biết Spike ở trên. Trong lúc nghịch ngợm Jerry thì Tom vô tình để Jerry có được sức mạnh cơ bắp, nhưng cậu vẫn chưa hay biết mà còn đánh thẳng vào Jerry. Tới khi mèo con nhận ra thì đã quá trễ rồi. Thế là Tom liền chạy đi lấy chiếc nhẫn khác. Cũng may khi đã bật khiên kịp thời. Giờ đây Tom đã sở hữu được sức mạnh co giãn, nhưng nó vẫn không là gì so với sức mạnh cơ bắp của Jerry. Trong lúc những cái nhẫn rơi ra thì Tom đã thừa cơ bắt Jerry lại, nhưng không có cái này thì còn cái khác. Với sức mạnh lửa thì Jerry đã khiến hai bàn tay của Tom bị bốc cháy. Thế là Tom liền lấy chiếc nhẫn có chứa sức mạnh băng. Cậu liên tục tấn công Jerry nhưng chẳng có phát nào trúng Jerry cả. Tới khi Jerry phản đòn thì mèo con vô tình bắn trúng Spike. Sau đó Tom và Jerry đã thử xem sức mạnh nào mạnh hơn thì suýt nữa đã khiến nơi này nổ tung nếu cả hai không dừng lại kịp lúc. Họ vừa thở phào được một cái thì Spike đã thoát ra ngoài. Jerry thử tấn công Spike thì Spike bảo đòn đánh của cậu chỉ như mũi chích inox. Thế là Gia Huy liền rủ Tâm sử dụng đòn kết hợp vừa nãy. Chỉ với một phát bắn cũng đã khiến Spike bị knock out. Nhóm siêu anh hùng đang thắc mắc ai đã hạ gục được Spike thì Tom liền chạy ra. Jerry thấy thế thì liền có cảm giác như bị hớt tay trên nên đã đá Tommy ra chỗ khác. Trong một phòng nghiên cứu nào đó có nhà khoa học Tom đang làm thí nghiệm. À không, hóa ra Tommy chỉ là phụ tá. Cậu nhìn thấy Jerry đang ngủ ngon lành bên cạnh cái máy mà nhà khoa học mới phát minh thì liền canh lúc ông ta đi chỗ khác để bắt Jerry nhưng không thành. Sau khi ném Tom vào thùng rác thì nhà khoa học định thử nghiệm cái máy lên con rùa. Nhưng Jerry đã vô tình làm gián đoạn buổi thử nghiệm, kết quả là cậu có được siêu tốc độ. Cho dù Tom có cố gắng đuổi theo đến đâu thì cũng chẳng chạm nổi vào người Jerry, thôi thì làm tí nước cho đỡ khát. Nhìn thấy Tom vừa mở đường cho mình chạy thoát thì Jerry liền bái bai Tom một cái. Nhưng mèo con sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, nhờ có chiếc xe điện mới sắm mà Tom đã dễ dàng bắt được Jerry, nhưng nhìn giống như Jerry bắt được Tom thì đúng hơn. Mặc dù đã thất bại vài lần nhưng ý chí của mèo con vẫn còn đó. Cậu đã sử dụng một cái máy để bắn mình bay ra xa và suýt nữa bắt được Jerry. Trong lúc Tom đang cảm thấy hơi tiếc nuối thì cậu vô tình ngã vào một cái bánh xe. Jerry thấy thế liền nhanh chóng giải cứu đàn vịt con và để Tommy bị rơi xuống cống. Bây giờ mèo con mới nhận ra Jerry quá nhanh nên mình phải khiến Jerry chậm lại. Cậu canh lúc Jerry đang ở công viên liền bắn tia năng lượng bình thường xuống. Mặc dù đã thành công khiến Jerry chậm lại nhưng mèo con đã không để ý phía sau. Kết quả là Tom bị cái khinh khí cầu kéo đi chỗ khác và cái máy rơi xuống chỗ Spike. Spike thì lần đầu nhìn thấy cái máy xịn như vậy nên cũng muốn nghịch ngợm xíu. Cậu liên tục cho Tom di chuyển lúc nhanh lúc chậm để trừng phạt Tom. Nếu Tom trở thành siêu anh hùng thì sẽ như thế nào? Cậu đang chiêu chiêu trên bầu trời thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu. Hóa ra có một người đàn ông đang bị mắc kẹt trên cây vì Spike, thế là Tom liền có mặt và dọa cho Spike phải chạy đi chỗ khác. Thành công giải cứu được một người dân vô tội khi sắp bị chó cắn, nhưng hóa ra nãy giờ chỉ là mơ khi bà chủ đã đánh thức Tom dậy. Bà bảo tốt nhất Tom nên bắt được Jerry trước khi bà đi làm về rồi đóng cửa cái rầm. Nhưng trước giờ làm gì có lần nào Tommy chịu nghe lời. Cậu đang ngủ ngon thì tiếp tục bị đánh thức. Hóa ra là do Jerry đã bật tiếng TV quá to nên Tom quyết tâm phải bắt được Jerry. Trong lúc đang vườn nhau thì Jerry vô tình kích hoạt được một căn hầm bí mật. Khỏi phải nói thì cậu đã chạy thẳng vào trong để trốn mèo con. Sau khi ngã vào trong một cái máy thì tới khi Tom bước ra đã mặc một bộ đồ khác. Bộ đồ này là của một nữ siêu anh hùng. Cậu định dùng cây roi điện để bắt Jerry thì ai ngờ lại bị nó đánh ngược lại. Phải sau vài phút vật lộn với cây roi điện thì mèo con mới giành chiến thắng. Cậu chưa kịp ăn mừng thì bỗng nhiên có thông báo về nhóm tội phạm Butch đang cướp tiền ngân hàng. Nhìn thấy kẻ xấu đang hoành hành thì Tommy sao có thể để yên được. Cậu nhanh chóng bay thẳng đến chỗ nhóm tội phạm Butch để dạy cho chúng một bài học. Cứ tưởng sẽ được nhìn thấy Tom cho chúng ăn hành thì ai ngờ chỉ có Tom ăn hành. Sau khi đánh Tommy lên bờ xuống ruộng thì chúng định chạy đi nhưng đã bị chặn đường. Chỉ với một đòn mà nữ siêu anh hùng đã hạ đo ván 3 tên trộm và lấy lại đôi giày.
Sau đó Tâm và Gia Huy đã trở về nhà trước khi bị bà chủ phát hiện. Nhưng nhìn thấy đôi giày đó thì cả hai liền nhận ra bà chủ chính là nữ siêu anh hùng. Lần này Tom muốn đi tu để tìm được chân lý trong cuộc sống, nhưng cậu chưa kịp giác ngộ thì đã bị Jerry phá đám. Mèo con tính cho Jerry một bài học thì bỗng nhiên nhớ tới lý do mình ở đây. Đó là cậu muốn sống thanh tịnh nhưng ai ngờ vẫn xui cứ đeo đuổi cậu hoài. Trong khi đó Jerry đang thổi sáo thì bỗng nhiên không thổi được nữa. Hóa ra do Tom đã bịt một bên còn lại và cậu liền dùng cây sáo để trừng phạt Jerry. Sau đó mèo con đang đi tỉa cây cảnh thì tiếp tục nghe thấy tiếng gì đó. Nhìn qua thì thấy Jerry đang chơi trống nên Tom cọc lắm. Này bạn tôi ơi, bạn đang chơi gì mà vui thế? Bạn có muốn bay lên trời một xíu cho tôi cảm thấy đỡ phiền không? Nhưng Jerry vẫn chứng nào tật nấy. Không chơi trống thì chuyển qua chơi pháo hoa. Khiến cho Tommy cáu lên liền chạy ra tìm cậu để tính sổ. Ngay khi mèo con vung kiếm xuống cũng là lúc cậu lĩnh hội được tuyệt kỹ xuất hồn. Tom không bắt được Jerry bằng cách này thì cậu liền chuyển sang cách khác, nhờ có ẩn thân chi thuật mà giờ đây Jerry đã nằm gọn trong bàn tay Tom. Mèo con nhanh chóng buộc Jerry vào một quả pháo rồi bắn bay đi chỗ khác. Cậu cứ tưởng mình đã hạ gục được Jerry thì ai ngờ tiếng động đã làm Kaiju Spike thức tỉnh. Nó nhanh chóng dồn Tommy vào đường cụt và bắt cậu lại. Ngay khi Kaiju Spike chuẩn bị đưa mèo con vào miệng thì bỗng nhiên có tiếng động. Hóa ra Jerry ở chỗ khác đã chơi nhạc để khiến cho Kaiju Spike nhảy múa, thành công cứu được Tom khỏi một bàn thua trông thấy. Nếu Tommy trở thành một quý tộc thì sẽ như thế nào? Ngay khi cậu chuẩn bị ăn cái bánh kem thì bỗng nhiên nó di chuyển. Hóa ra là do Jerry đã trốn trong đó và cậu nhanh chóng ăn hết cái bánh. Thấy thế Tâm liền chơi xỏ Jerry thì ai ngờ cậu lại bị Jerry quay như trong chóng. Và thế là cả hai bắt đầu đuổi bắt nhưng Jerry không may khi đã bị Tom bắt được. Mèo con nhanh chóng bắn Jerry bay đi chỗ khác vì cái tội dám ăn đồ ăn của cậu. Nhưng Tom đâu ngờ cậu đã giúp Jerry tìm được cây đèn thần. Nhìn thấy mèo con đang chạy về phía mình thì Jerry liền ra lệnh cho thần đèn Spike. Thế là Spike liền đánh bay Tom đi chỗ khác nhưng cái thảm thần lại đánh Tom bay về. Nhờ đó mà mèo con đã trở thành chủ nhân của cây đèn thần. Cậu nhanh chóng ra lệnh cho Spike đi bắt Jerry nhưng chỉ còn mỗi cái nịt. Gia Huy đã chạy ra chỗ khác nên Tâm liền đuổi theo phía sau. Mèo con xoa xoa cây đèn thần thì nó liền biến thành một cái máy hút bụi. Nhờ đó mà Tom đã thành công bắt được Jerry. Thần đèn Spike cũng đã hết việc nên Tom đã cho về lại cây đèn thần. Cứ tưởng bên trong đèn thần không gian sẽ nhỏ lắm thì ai ngờ nó cực kỳ to. Thậm chí còn có rất nhiều đồ ăn cho Jerry ăn vụng. Ngay khi Jerry chuẩn bị cắn một miếng thì bỗng nhiên nhìn thấy Tom đang nhìn mình. Bị Jerry ném bánh vào mặt như thế thì làm sao Tom có thể để yên cho Jerry được. Cậu đang cố gắng bắt Jerry thì vô tình đâm trúng cái mũ của thần đèn. Kết quả là mèo con liền trở thành thần đèn thay thế cho Spike. Bây giờ nhà này là của tôi rồi nên hai bạn ra chỗ khác chơi nhé. Với sức mạnh mới trong tay thì cậu có thể bắt được Jerry bất cứ lúc nào. Nhưng thay vì làm thế thì Tom chọn cách chơi đùa nên đã bị Jerry triệu hồi về. Sau đó Jerry đã trở thành chủ nhân của mèo con. Ở trong một ngôi nhà cũ kỹ có một bà phù thủy đang điều chế thuốc giải. Bà ta nói mình đã dính phải một lời nguyền nên mới trở nên xấu xí. Nhưng nguyên liệu cuối cùng để điều chế là một con chuột thì không thấy đâu. Thế là bà liền ra lệnh cho Tom đi tìm một con chuột về đây. Mèo con nghe xong liền bắt tay vào việc bắt chuột. Nhưng trong một phút lơ là cậu đã để Jerry chạy thoát. Thấy thế bà phù thủy liền sử dụng phép lên người Tom để đá cậu ra ngoài. Sau đó Tâm đã sử dụng chổi thần để bắt Gia Huy nhưng toàn hụt. Thậm chí cậu còn bị Jerry dụ bay vào tường. Nhưng không vì thế mà mèo con sẽ bỏ cuộc và lần này cậu đã bị bay vào cửa. Nhìn thấy Tom không thể bắt nổi Jerry thì bà phù thủy dọa sẽ biến cậu thành chuột. Điều đó buộc mèo con phải nhanh chóng bắt được Jerry. Cậu tính mượn cây chổi thần một xíu mà không hay biết nó đã có chủ. Bà phù thủy xanh lục hỏi Tom đến từ đâu thì Tom bảo mình đến từ kia. Nhận ra đó là hàng xóm của mình nên bà đã nhờ Tom và Jerry mang một món quà qua đó. Tới khi bà phù thủy xanh lam mở ra liền nhận được một cái rìu đã bị phù phép. Hóa ra hai bà phù thủy này là kẻ thù của nhau. Nhận ra Tom đã phản bội nên bà phù thủy xanh lam liền biến Tom thành chuột. Sau đó bà tóm lấy cây rìu đã bị phù phép và nhờ Tâm và Gia Huy mang trả lại. Tới khi bà phù thủy xanh lục mở ra liền bị cây rìu của mình phá hư ngôi nhà. Nhận ra có chuyện chẳng lành nên Tâm và Gia Huy nhanh chóng đi tìm chỗ trốn. Sau đó cả hai quyết định sẽ dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại và Tom đã quay trở về. Họ còn nhận ra khi kết hợp hai cây chổi lại với nhau thì lời nguyền của hai bà phù thủy sẽ biến mất. Nhưng quả biến hình này thì sao Tâm và Gia Huy có thể lường trước được? Bạn có biết lý do tại sao không nên mang thú cưng đi học không?
Hôm nay trường tổ chức cuộc thi thú cưng nên cô chủ đã mang Tom theo. Nhìn vào khuôn mặt là cũng đủ hiểu cậu đã háo hức đến cỡ nào. Một chú thỏ gần đó ngỏ ý muốn làm quen với Tom thì cậu liền đồng ý. Trong lúc đang bắt tay thì bỗng nhiên mèo con để ý Jerry cũng đang ở đây, và với bản tính của một con mèo thì cậu đã lao thẳng đến chỗ Jerry. Cô chủ thấy thế liền bảo Tom đó là một hành động xấu và bắt Tom phải xin lỗi Jerry, nhưng mèo con vẫn chứng nào tật nấy nên cô chủ phải kéo mèo con ra chỗ khác. Sau khi Tom rời đi thì Jerry đã bắt đầu trêu chọc Tom, nhưng vì cô chủ đang ở gần đây nên mèo con chẳng dám manh động. Jerry được đà thì càng ngày càng quậy phá hơn, báo hại mèo con khi khiến cậu phải mang con ếch quay trở lại. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng mèo con cũng đã bắt được Jerry, nhưng không may khi cái đuôi của cậu đã bị kẹt vào trong cái máy làm xúc xích và thế là xúc xích Tom ra đời. Tiếp theo cả hai đuổi nhau ra bên ngoài sân chơi, tại đây Tommy lấy được một quyển sách và thành công chặn đường Jerry. Nhưng cậu chưa kịp làm gì Jerry thì bỗng nhiên cô chủ xuất hiện, buộc mèo con phải bỏ con ếch vào miệng nếu không sẽ bị ăn đòn. Sau đó cô nhanh chóng kéo Tom vào trong lớp để tham gia cuộc thi thú cưng. Trong lúc cô đang giới thiệu về Tom thì Jerry đã nhân cơ hội đó để thả một đàn kiến ra. Chúng nhanh chóng trèo vô người Tommy và khiến cho cậu ngứa ngáy khắp người. Combo ếch với kiến đã khiến mèo con phải liên tục nhảy múa để gãi ngứa. Cứ tưởng hết cứu thì ai ngờ các bạn khác đều đồng loạt vỗ tay. Nhờ đó mà mèo con đã thành công giành được giải nhất trong cuộc thi thú cưng, lại một ngày rảnh rỗi của Jerry và Tuffy. Trong khi cả hai đang uống nước chanh để giải khát thì bỗng nhiên mèo con xuất hiện. Vì cậu đã khơi mào cuộc chiến trước nên Tuffy nhanh chóng đáp trả lại mèo con. Thế là cuộc đuổi bắt giống mọi ngày bắt đầu và bất ngờ khi Tommy giành chiến thắng. Bỗng nhiên bà chủ xuất hiện với giấy mời tham gia vào một cuộc thi của mèo. Nếu như Tom có thể giành được chiến thắng thì mọi giấc mơ của cậu sẽ thành hiện thực. Mèo con nhanh chóng thay cho mình một bộ đồ thể dục và bắt đầu phần thi thể thao. Nhưng vì chuyện hồi chiều mà Jerry và Tuffy đã tìm đến tận đây để trả thù, họ sẽ khiến cho mèo con phải trả giá vì những việc làm mà cậu đã gây ra. Cứ tưởng Tom sẽ bị loại thì ai ngờ giám khảo lại rất ấn tượng về màn biểu diễn. Tiếp theo là phần thi hát nên Jerry và Tuffy đã đổ chanh vào bình xịt miệng của Tom, mục đích là để mèo con không thể hoàn thành được phần thi. Nhưng ai ngờ Tommy rất biết cách thuận theo chiều gió, cậu lợi dụng việc không thể hát được để tạo ra tiếng chim hót. Từ đó mà mèo con tiếp tục giành được điểm 10, phần thi tiếp theo là sắc đẹp, lần này Tuffy sẽ phụ trách việc trang điểm cho Tom. Nhưng Tuffy nói mình đã cố gắng hết sức nên Tom cũng đành phải chấp nhận. Cứ tưởng pha này đi thật rồi ai ngờ giám khảo lại tiếp tục chấm 10 điểm vì khuôn mặt này quá giống mình. Sau đó là phần thi cuối cùng và là phần thi thể hình nên Tom chỉ lau người một xíu rồi chạy ra ngay. Nhưng vì Jerry và Tuffy đã đổ thuốc rụng lông vô nên Tom đã bị trụi lông. Thế là giám khảo liền cho cậu một vé bị loại ngay và luôn. Còn về cuộc thi thì Jerry và Tuffy đã thay mèo con giành giải nhất. Hôm nay bà chủ của Tom có một bữa tiệc nhỏ với những người bạn. Jerry nhìn thấy trên bàn đầy áp đồ ăn ngon thì nhanh chóng chạy lên, nhưng cậu chưa kịp ăn miếng nào thì Tom đã có mặt. Cảm thấy đuổi không kịp, mèo con chuyển sang ném mấy cái chén dĩa về phía Jerry, mặc dù bà chủ đã nói Tom dừng lại nhưng cậu vẫn tiếp tục đuổi theo Jerry. Một người bạn thấy thế liền giới thiệu cho bà về một người chuyên huấn luyện mèo, thế là bà chủ liền gọi điện và sang ngày hôm sau anh ta đã có mặt. Tôi đã từng huấn luyện rất nhiều con mèo và sau đó chúng đều trở thành mèo ngoan. Người đàn ông vừa nói xong liền thị phạm cho bà chủ xem ngay và luôn. Sau đó người đàn ông bắt đầu huấn luyện cho Tom. Đầu tiên là tập đi catwalk với đội sách để có những màn sải bước uyển chuyển. Cảm thấy hơi dễ nên người đàn ông đã bắt đầu tăng độ khó lên, đến khi mèo con vừa phải giữ thăng bằng vừa phải đạp xe một bánh thì mới đủ. Tom thì thấy vẫn còn hơi dễ nên đã biểu diễn thêm vài đường quyền. Nhưng Jerry sao có thể chấp nhận được việc này, cậu đã hét thẳng vào đường dây điện thoại để tiếng hét tìm đến Tommy. Thế là nó nhanh chóng đuổi theo mèo con và đã thành công khiến cho mèo con bị ngã xuống. Sau đó là đến bài học về tình bạn. Người đàn ông muốn Tom và Spike phải học cách tin tưởng và bảo vệ nhau. Thế là Tom muốn xoa đầu Spike và được Spike đồng ý. Jerry lén lút theo sau mà nhìn thấy cảnh này thì sao có thể chấp nhận được. Cậu đã nhảy lên đầu Spike và khiến cho tình bạn của Tom và Spike bị rạn nứt. Kết quả là Tommy bị đánh không trượt phát nào. Sau đó là đến bài học về phản xạ. Chỉ cần bà chủ lắc cái chuông là mèo con phải có mặt cùng với một dĩa đồ ăn. Jerry ở gần đó thấy thế liền trộm lấy cái chuông và dụ mèo con vào trong nhà tắm. Tới khi Tom nhận ra mình đã bị lừa thì bỗng nhiên một con mực xuất hiện. Cậu đã phải khốn đốn lắm mới tống nó đi được. Sau một thời gian huấn luyện thì bây giờ Tom không còn là Tom của ngày xưa. Mặc dù mèo con đã trở nên thanh lịch nhưng cậu lại cảm thấy không vui.
Jerry nhìn thấy được nỗi buồn hiện ra trong mắt Tommy liền bắt đầu quậy phá. Cậu làm bẩn áo Tom rồi đưa cho Tom một bộ đồ khác nhằm khiến Tom trở nên tức giận. Thậm chí còn tráo đổi đĩa đồ ăn bằng con mực vừa nãy để bữa tiệc trở nên hỗn loạn. Mèo con thì cũng đã tới giới hạn nên khi người đàn ông gọi cậu, cậu đã đuổi theo và thẳng tay đuổi anh ta đi. Lại một ngày rảnh rỗi của Tom và Jerry, nhưng lần này họ không chơi đuổi bắt mà dành thời gian nghỉ ngơi. Jerry đang coi MasterChef làm đồ ăn mà thèm chảy cả nước miếng. Cậu đang coi hay thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Sợ người lạ đột nhập vào nhà nên Jerry đã nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Ngay khi cậu chuẩn bị đóng nốt cái cửa chính thì nó đã bị mở ra. Một con chim cánh cụt vừa xuất hiện liền đi thẳng vào trong. Nó nói mình đói bụng rồi phi một mạch đến chỗ cái tủ lạnh để lấy đồ ăn. Tom đang uống sữa mà ăn nguyên cái cửa tủ lạnh vào mặt thì sao cậu có thể chịu nổi. Mèo con đang tính hỏi tội chú chim cánh cụt thì ai ngờ chú đã nhanh chóng chạy lẹ. Đã thế còn ngay lúc bà chủ đi xuống và thế là Tom đã bị chửi không trượt phát nào. Bà bảo Tom mà không dọn xong chỗ này trước khi bà về thì đừng trách bà mạnh tay. Trong khi đó chú chim cánh cụt vẫn cảm thấy đói nên Jerry đã bảo để tôi lo. Cậu cẩn thận quan sát Tom rồi mới dám lấy kem nhưng ai ngờ Tom vẫn phát hiện ra. Thế là Jerry liền chạy lẹ nhưng cậu đã vô tình làm hư cái tủ lạnh. Chẳng mấy chốc mà ngôi nhà liền bị đóng băng toàn bộ. Điều đó khiến cho việc di chuyển bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Mặt khác chú chim cánh cụt đã ăn hết sạch kem trong tủ. Nhưng cậu không để ý mèo con đang ở gần đó nên đã bị bắt. Jerry thấy thế thì liền vác một cái chảo ra đập thẳng vào chân Tommy để cứu bạn. Sau đó Jerry và chú chim cánh cụt đã cùng nhau bỏ chạy. Nhưng cả hai chạy chưa được bao xa thì mèo con đã đuổi theo. Ngay khi cậu chuẩn bị bắt lấy chú chim cánh cụt thì chú đã nhanh chóng ra tay trước. Cùng lúc đó thì bà chủ đã quay trở về và nhìn thấy mớ hỗn độn nên đã chửi Tom. Sau đó Jerry cũng đã đưa chú chim cánh cụt quay trở về sở thú. Rồi cậu tiếp tục coi MasterChef thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hóa ra chú chim cánh cụt đã quay trở lại nhưng lần này chú mang thêm bạn của mình. Tom đang tìm đồ ăn thì chỉ tìm được toàn những đồ hư. Cậu đang đói bụng thì vừa nhìn lên lại thấy Jerry. Thế là mèo con quyết định sẽ biến Jerry thành bữa trưa của mình. Trong khi đó, Jerry đang chuẩn bị biểu diễn trước hàng trăm người, chỉ thấy cậu sử dụng một cái còi liền gọi ra một con chim đại bàng. Nó và Jerry cùng nhau biểu diễn khiến ai nấy đều cực kỳ thích thú. Ngay khi chú chim đại bàng vừa rời đi thì cũng là lúc Tom bắt đầu ra tay. Mèo con nhanh chóng đuổi theo Jerry nhưng Jerry đã gọi chú chim đại bàng đến. Chẳng mấy chốc mà Tom đã bị chú chim đại bàng công lên tít trên trời. Sau khi cho mèo con trải nghiệm cảm giác mạnh thì nó liền ném mèo con đi chỗ khác. Chiếc xe chở kem cứ thế mà lao thẳng xuống chỗ của một chú sư tử biển. Thế là Tom liền biến thành đồ chơi mới của nó. Chú sư tử biển liên tục trêu đùa Tommy và cuối cùng là quăng cậu đi chỗ khác. Cùng lúc đó Jerry đang bận ký tên cho những người hâm mộ. Sau khi cậu ký cho Tuffy xong thì ai ngờ người tiếp theo lại là Tommy. Thế là Jerry phải nhanh chóng chạy lẹ nếu không muốn bị biến thành bữa trưa của Tom. Ngay khi Tom vừa bắt được Gia Huy thì đột nhiên xuất hiện một con bạch tuộc. Nó hỏi mèo con đang làm gì vậy rồi đòi Jerry lại. Nhìn thấy Jerry đã an toàn thì con bạch tuộc liền ném Tom bay ra khỏi thủy cung. Sau đó Gia Huy đã quay trở lại buổi biểu diễn thì bỗng nhiên Tom xuất hiện. Mèo con vừa bắt được Jerry nhưng chưa kịp vui mừng thì chú chim đại bàng đã đến. Nhìn thấy nó hành Tom ra bã thì Jerry liền cắn mạnh vào tay Tom để thoát ra. Vào thời kỳ đồ đá, khi các con vật phải tranh nhau từng miếng ăn thì trong đó có Tom đang bắt Jerry. Nhưng Tom mải mê đuổi theo mà không để ý phía trước nên đã bị đập đầu. Cùng lúc đó Jerry nhìn thấy một chú tê giác con đang bị rằm đâm vào chân. Thế là cậu nhanh chóng chạy đến gỡ cái rằm ra giúp tê giác con. Nhờ đó mà cả hai đã trở thành bạn của nhau. Bỗng nhiên mèo con xuất hiện từ phía sau. Tê giác con thấy thế liền húc Tom một cái để cho cậu biết thế nào là lễ hội. Nhưng Tommy bị như thế thì sao cậu có thể để yên được. Sau đó Jerry và tê giác con đã chạy đến một cái hố xác voi ma mút. Họ quyết định sẽ chia nhau ra để đánh lạc hướng mèo con. Nhưng với kinh nghiệm đi săn lâu năm của mình thì Tom nhanh chóng tìm ra Jerry. Ngay khi cậu sắp xuống tay thì tê giác con đã cứu Jerry và đá Tom một cái. Sau đó Jerry và tê giác con đã chạy đến một cây cầu cũ. Vừa nhìn đã thấy sợ rồi nhưng vì mèo con đang ở phía sau nên họ đành phải chạy qua. Ngay khi dây cầu bị đứt thì Tom liền có mặt. Cậu còn tiện tay lấy con chăn buộc vào. Thế là giờ mèo con đã có thể đuổi theo Jerry và tê giác con. Vào lúc cậu sắp bắt được Jerry thì cũng là lúc con chăn đã tới giới hạn của mình. Sau đó Gia Huy và tê giác con đang ăn trưa thì bỗng nhiên Tâm xuất hiện. Mèo con đang cười hả hê khi bắt được Jerry thì liền bị đập mặt. Sau đó là bị cắt lún thì may mà có con chăn vừa nãy đã cứu cậu một mạng.
nhưng nó cứu Tom cũng chỉ vì cái đuôi Tom giống một con chân cái. Các bạn biết một trong những tập phim đáng sợ nhất của Tom và Jerry là tập nào không? Vào một buổi tối khi Jerry đang lén ăn vụng thì bỗng nhiên xuất hiện một thiên thạch. Jerry thử chạy ra xem thì bên trong có một sinh vật màu xanh. Nó vừa nhìn thấy Jerry thì đã biến thành Jerry. Jerry thấy thế thì liền chạy một mạch thẳng về cái lỗ của mình, để lại con quái vật cho Tom giải quyết. Mèo con thì chưa biết chuyện gì xảy ra nên vẫn tưởng đó là Jerry. Thế là con quái vật nhanh chóng hạ gục Tom chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nhưng Tommy thì vẫn nghĩ đó là Jerry nên cậu muốn thử lại. Kết quả là mèo con nhanh chóng bị ném ra khỏi nhà. Sau đó con quái vật còn tìm đến Jerry để làm bạn. Ngoài mặt thì Jerry đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong cậu cũng đang sợ lắm. Mặt khác Tom đã phát hiện ra chiếc phi thuyền. Thế là cậu nhanh chóng đi tìm bà chủ để nói với bà về con quái vật. Nhưng bà chủ lại nghĩ Tom đang lười biếng khi không bắt nổi một con chuột. Mèo con thầm nghĩ trong bụng nếu bà chủ không tin thì mình sẽ đi tìm bằng chứng. Nhưng cậu chưa tìm được cái gì thì con quái vật đã cải trang thành bà chủ, sau đó là nó cải trang thành mèo con. Điều đó khiến Tommy cực kỳ sợ hãi nên cậu đã chạy thẳng về phía chiếc phi thuyền. Jerry thấy thế thì cũng chạy theo khi cậu không muốn sống chung với một con quái vật. Tại khách sạn huyền bí, Van Helsing đang ở bình nguyên vô tận thì được cấp trên cử đi săn lùng quái vật. Đi cùng anh còn có một chú mèo tên là Tom. Ngay khi cả hai vừa vào trong thì Van Helsing đã bảo Tom đi cất đống vũ khí trước đi, nhưng trong lúc đang cất thì mèo con liền nhìn thấy Jerry. Thế là cậu liền lấy cái nỏ của Van Helsing ra để đi bắt Jerry, dọa cho Jerry phải chạy đi chỗ khác để tìm chỗ trốn. Vừa nhìn thấy Dracula thì Tom liền bắn cọc gỗ thẳng về phía của ông ta, dọa cho Dracula phải bỏ chạy lẹ. Nhận thấy không thể bắt được Jerry bằng cái nỏ cùi bắp đó nên Tom đã đổi đồ chơi. Trong lúc đang đi tìm Jerry thì mèo con phát hiện ra một căn phòng toàn ma, sẵn đang cầm khẩu súng hút ma mới mua trên Shopee thì mèo con liền dùng ngay. Trong lúc Tom đang đi tìm xem còn con ma nào không thì vô tình phát hiện ra Jerry. Thế là cả hai tiếp tục chơi trò đuổi bắt và Tom không để ý ở dưới nên đã bị ngã. Sau đó Tâm và Gia Huy đã đuổi nhau đến một cái chuồng chó. Người sói ở gần đó nhìn thấy Tom đang lục lọi cái chuồng thì liền cắn Tom một cái. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa thể ngăn cản Tom đuổi theo Jerry. Ngay khi cậu vừa bắt được Jerry thì cũng là lúc trăng tròn. Với vết cắn của người sói thì mèo con liền bị biến đổi. Cơ thể của cậu bắt đầu to ra và lông cũng mọc dày hơn. Cuối cùng là trở thành một người sói thực thụ. Cùng lúc đó Van Helsing đã quay về. Nhìn thấy Tom đã biến thành quái vật thì anh đành phải ra tay bắt cậu lại. Thế là mèo con liền mượn tạm chiếc xe của Frankenstein để bỏ chạy, nhưng Van Helsing vẫn quyết tâm theo đuổi tới cùng. Vào một ngày đẹp trời thì mèo con quyết định sẽ đi câu cá. Thay vì sử dụng giun đất làm mồi như bao người thì cậu lại sử dụng Jerry. Mèo con đang nghỉ ngơi một xíu thì bỗng nhiên có cá cắn câu. Nhưng con cá này có vẻ rất khỏe khi nó có thể kéo luôn cả chiếc thuyền của Tom. Chẳng mấy chốc mà nó đã kéo Tâm và Gia Huy bay thẳng xuống một thác nước. Sau khi cả hai trôi dạt vào bờ thì trước mắt họ là một khu rừng cực kỳ quái dị. Tom và Jerry thử đi vào trong thì có vô số những con quái vật cây đã ném họ đi. Trong lúc cả hai đang hoảng loạn vì bị lạc thì bỗng nhiên Butch xuất hiện. Butch nói rằng khu rừng này đã bị nguyền rủa và hiện tại nó chọn cậu là chủ. Nhưng khi có bất kỳ ai đi vào đây thì cậu có thể dùng người đó để thay thế mình. Khi đó người bị thay thế sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Butch vừa nói xong liền bay đi tìm chỗ thác nước để thoát ra, nhưng Tâm và Gia Huy sao có thể dễ dàng để cậu rời đi như thế được. Cả hai quyết định sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây trước Butch. Nhưng trong lúc họ đang đi tìm đường thì bỗng nhiên xuất hiện một con quái vật đá. Thấy thế Tom và Jerry liền chạy vào khu rừng bị ám để cắt đuôi con quái vật đá. Nhờ đó mà cả hai mới thoát khỏi nó và tìm lại được chiếc thuyền. Nhưng Tom và Jerry chưa kịp thở một cái thì Butch đã tìm được cái thác nước. Ngay khi Butch đang chuẩn bị bay khỏi đây thì bỗng nhiên xuất hiện một khẩu pháo. Có lẽ nó là người bảo vệ khi không muốn ai thoát ra khỏi đây kể cả Butch. Thế là Tom và Jerry phải cố gắng hết sức thì mới có thể vượt qua khẩu pháo. Cùng lúc đó Butch đã nhân cơ hội cả hai không để ý liền bay lên trước. Nhưng sau khi thoát khỏi khu rừng thì cậu đã không còn đôi cánh rơi nữa. Và thế là cuối cùng Tom và Jerry đã giành chiến thắng. Lại một ngày rảnh rỗi của Tâm và Gia Huy, lần này Jerry nhân lúc Tom đang ngủ thì cậu đã chuẩn bị một khu trượt ván. Sau khi nhìn thấy mọi thứ có vẻ ổn thì Jerry liền lao thẳng xuống dưới. Cậu chạy nhanh tới nỗi làm hư luôn cả bộ lông của Tommy. Mèo con đang ngủ ngon mà bị Jerry làm phiền thì cậu đã thả một cuộn len xuống để nó làm chật đường trực của Jerry, khiến cho Jerry bay thẳng xuống một cái bánh. Nhưng Jerry đã nhanh chóng quay trở lại để hoàn thành nốt đường trượt. Ngay khi cậu mở phần quà mà mình đã chuẩn bị sẵn thì còn đúng cái nịt. Hóa ra Tom đã lén lút ăn hết con cá. Thế là Jerry liền dùng xương của nó để bắn thẳng vào mông Tom. Sau đó cậu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Mèo con thấy thế thì cũng mang chiếc xe đạp của mình ra để bắt Jerry.
Nhưng khổ nỗi cậu chưa bắt được Jerry thì đã bị xe tông. Sau đó Jerry đang trượt ván thì phát hiện ra một chiếc xe chở toàn phô mai. Cậu tính đuổi theo nó thì bỗng nhiên Tommy xuất hiện ở phía sau. Với chiếc xe cào cào thì cậu đã suýt bắt được Jerry. Nhưng trong một phút lơ là thì mèo con liền bị đâm thẳng vào chiếc xe buýt. Cùng lúc đó Jerry vẫn đang đuổi theo chiếc xe chở phô mai. Nhưng cậu chưa kịp chạm vào chiếc xe thì Tommy đã quay trở lại. Cứ tưởng mèo con sẽ lợi hại hơn xưa thì ai ngờ lại bị Jerry quay như trong chóng. Kết quả là bị ngã thẳng vào một chiếc thuyền chở rác. Lần này không còn là những cuộc đuổi bắt nữa. Trong thành phố mới khai trương một cái hồ bơi và đang cần tìm người cứu hộ, Tom thấy thế thì liền ứng tuyển vào, nhưng bên cạnh cậu còn có thêm groupie. Ông chủ hồ bơi nói cả hai sẽ phải thi xem ai xứng đáng có được công việc này. Đầu tiên là thi nhảy cầu xem ai tạo dáng đẹp hơn, thế là groupie liền nói mình sẽ thi trước. Nhưng Tom sao có thể để yên cho groupie thi một cách dễ dàng được. Cậu đã sử dụng một cái máy hút bụi để loại groupie ra khỏi đường đua. Sau đó sẽ là lúc tới lượt mèo con thể hiện, nhưng Jerry đang ở đây thì mọi chuyện sao có thể diễn ra theo ý Tom muốn được. Gia Huy nhanh chóng kéo cái ván nhảy hồ bơi cao ra tới tận bên ngoài trái đất, khiến cho Tom nhảy xuống liền cắm thẳng mặt vào cái hồ và kết quả là được 0 điểm. Sau đó là đến lượt của group E. Với sự trợ giúp của Jerry thì cậu đã tạo được nhiều tư thế đẹp và giành điểm cao. Tiếp theo là thử thách vượt qua chướng ngại vật, nhưng Tom vẫn ngựa quen đường cũ khi đã chơi xấu group E. Thế là ngay khi cậu vừa nhảy xuống hồ thì Jerry đã đợi sẵn để móc cái phao vào, từ đó khiến cho mèo con càng bơi thì sẽ cảm thấy càng nặng hơn. Nhưng Jerry cảm thấy chưa đủ khó nên đã thả thêm một con bạch tuộc và một con cá mập. Chúng nhanh chóng dọa cho mèo con chạy mất xác và kết quả Tom lại được 0 điểm. Tiếp theo là đến lượt của Group E, nhưng Jerry đã cho cậu uống ít soda, nhờ đó mà Group E có thể nổi trên mặt nước và dễ dàng bơi qua bờ bên kia. Thế là cậu liền được 10 điểm tuyệt đối. Sau đó ông chủ hồ bơi nói đây sẽ là phần thi cuối cùng để chọn ra người chiến thắng. Cả hai sẽ phải giải cứu cô phụ tá thật nhanh chóng trước khi cô ấy bị đuối nước. Tom thấy thế thì liền lao thẳng xuống dưới hồ. Nhưng Jerry muốn thử xem mèo con có bị cám dỗ bởi pizza không. Kết quả là cậu dừng lại để ăn pizza một cách ngon lành và bỏ mặc cô phụ tá. Nhưng vì cái bánh đã bị hư nên Tommy đã bị đau bụng. Group E thấy thế thì liền bơi thẳng đến chỗ mèo con để giải cứu cậu. Và thế là kết quả đã quá rõ ràng. Group E giành được vị trí của người cứu hộ và Tommy giành được vị trí lao công. Trong một lần Tom và bà chủ đi cắm trại ở trong rừng, họ đang nghỉ ngơi thì bỗng nhiên có thông báo về Bigfoot đang ở gần đó. Jerry và Tuffy nghe xong liền cảm thấy sợ hãi nên đã trốn vào lều. Sau đó là đến tối thì trong lúc đang ngủ bỗng nhiên cả hai nghe thấy tiếng hú. Hóa ra Tom đang ở bên ngoài làm trò con bò để hù Jerry và Tuffy. Nhìn thấy cả hai chạy trốn trong hoảng sợ thì mèo con tính đi hù tiếp. Nhưng chưa tìm được Jerry và Tuffy thì cậu đã tìm được dấu chân của Bigfoot. Thế là mèo con liền cảm thấy sợ hãi mà chạy về dọn đồ. Bỗng nhiên cậu nghe được thông báo về tiền thưởng thì con tim đã vui trở lại. Nếu ai chụp hình được Bigfoot thì sẽ giành được 1 triệu đô. Cùng lúc đó Jerry và Tuffy đã tìm ra được Bigfoot thật. Nhưng cậu ta có vẻ khá thân thiện khi đã giới thiệu tên mình là Sheldon. Bỗng nhiên Sheldon nhìn thấy Tom đang ở gần đây thì liền trở nên hoảng loạn. Cậu sợ mèo con sẽ bắt mình đi nên đã tìm một chỗ để trốn mèo con. Cùng lúc đó Tom đã phát hiện ra một dấu chân khổng lồ. Cậu nhanh chóng đi theo dấu chân vào trong cái hang và phát hiện ra một con gấu. Thế là mèo con liền cảm thấy sợ hãi mà lui về phía sau. Nhưng Jerry sao có thể để yên cho Tom chạy trốn dễ dàng như vậy được. Cậu bẻ gãy cành cây để gọi con gấu dậy và con gấu liền đuổi Tom ra ngoài. Sau đó vì muốn nhanh chóng tìm ra Bigfoot mà Tom đã dùng dụng cụ nghe tiếng chân. Thế là chẳng mấy chốc mà Tom đã xác định được hướng đi của Bigfoot, nhưng Jerry đã hú lên để đánh lừa Tom. Mục đích là để dụ mèo con leo lên một ngọn núi. Ngay khi Tom vừa trèo lên đỉnh núi thì Gia Huy đã hét thẳng vào cái mic. Sau đó Tom thử chuyển sang đặt bẫy, một cái tô đầy ắp những quả mọng nhanh chóng thu hút được Sheldon. Nhưng Tom vừa nhìn thấy Bigfoot thì lại bật cười khi nó không cao như mình tưởng. Trong lúc mèo con đang cười thì cậu đã không để ý đến cái bẫy do mình tạo ra. Thế là sau khi ngã đủ mọi chỗ thì Tom liền biến thành Bigfoot thứ hai. Kết quả là ngay khi bà chủ vừa tìm thấy cậu thì cứ tưởng cậu là Bigfoot. Ở một trang trại nhỏ, Tom đang phụ bà chủ làm vườn thì bỗng nhiên bà phát hiện ra vườn đã bị phá. Thế là bà chủ bắt Tom phải tìm cho ra được con nào đã phá hư vườn cây. Mèo con thử kiểm tra một quả cà chua thì phát hiện ra được một con sâu. Nhưng nó chắc chắn không phải thủ phạm khi mèo con đã tìm ra được Jerry. Thế mà chỉ vì một phút lơ là mà John đã để Terry chạy thoát. Cũng may mà Tom trở tay kịp mới bắt được Gia Huy lại. Cậu nhét Gia Huy vào một quả cà chua rồi bắn Gia Huy bay đi chỗ khác. Nhưng mà mèo con chưa kịp ăn mừng thì đã xuất hiện thêm một Jerry khác. Thế là Tom cũng nhanh chóng chặn đường Jerry này lại rồi ném Jerry đi chỗ khác. Sau đó lại có thêm một Jerry khác nữa.
Mặc dù hơi bối rối nhưng trách nhiệm của John là bảo vệ khu vườn nên cậu đã tìm xem Terry kia đang ở đâu. Sau khi thoát khỏi Tom thì Jerry thứ ba đã dùng một quả ớt siêu cay để đánh lừa Tom. Kết quả là mèo con uống nước đến no cả cái bụng mà còn bị những Jerry khác báo hại. Bây giờ Tom mới nhận ra không chỉ có một mà có đến rất nhiều Jerry. Nhìn thấy mèo con gục ngã thì các Jerry liền kéo mèo con đi chỗ khác. Sau đó bà chủ cũng đã phát hiện ra việc Tommy quậy phá làm hư khu vườn. Thế là bà bắt Tom phải trở thành một con bù nhìn để dọa lũ quạ. Các bạn biết điều gì đáng sợ hơn một con mèo không? Đó là một đàn mèo. Tom đang đuổi theo Gia Huy thì cậu bị Gia Huy quay như trong chóng. Sau đó John vẫn tiếp tục đuổi theo Terry nhưng sức mèo có hạn. Nhìn thấy bạn mình không bắt nổi một con chuột thì Butch liền tiến đến. Này người anh em! Tôi nghĩ chúng ta có chung một vấn đề khi đang cố gắng bắt đám chuột đấy. Tại sao chúng ta không liên minh lại với nhau để dễ dàng tóm được chúng nhỉ? Mèo con nghe lời Butch nói cũng có lý liền ký thẳng vào hợp đồng liên minh mèo. Cùng lúc đó Jerry đang ở đằng xa đã chứng kiến tất cả. Sau đó liên minh mèo đã có được thành viên thứ tư. Butch hỏi nếu chỉ có một con chuột thì Tom sẽ làm gì? Tom định bảo mình sẽ lao vào bắt nó thì Butch bảo như thế chỉ có phí sức. Thay vì một mình cố gắng để bắt chuột thì sao chúng ta không gọi anh em đến? Khi đó con chuột chắc chắn sẽ nằm trong miệng của chúng ta. Ba con mèo khác nghe Butch nói thế liền cùng nhau hô đồng ý. Sau đó Tommy đã thay đổi cách ăn mặc để phù hợp với liên minh mèo. Nhìn thấy Jerry, cậu không còn hấp tấp nữa mà đã gọi hội đến. Chẳng mấy chốc mà Jerry đã bị bao vây bởi bốn con mèo. Cứ tưởng bốn đánh một không chuột cũng què thì ai ngờ cả bốn đều bị què. Hồi trước chỉ có một mình Tom bắt Jerry còn giờ có thêm ba con mèo cũng như không. Đúng là bốn nhiều hơn một thật nhưng mà bốn nhân cho không thì vẫn chỉ bằng không chứ không đổi. Mặc dù có khởi đầu không thuận lợi nhưng liên minh mèo sẽ không vì thế mà bỏ cuộc. Sau đó Jerry nhận ra nếu như có liên minh mèo thì cũng phải có liên minh chuột. Thế là cậu liền tập hợp những con chuột khác để cùng nhau chống lại liên minh mèo. Đến tối Tom đang rũa móng thì bỗng nhiên Jerry ngang nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Thậm chí còn lêu lêu Tom nên Tom và liên minh mèo nhanh chóng đuổi theo. Nhưng Jerry giờ đây đã khác. Cậu không còn là Jerry của ngày xưa nữa khi đã có hẳn một liên minh phía sau. Liên minh mèo ban đầu còn ngạo mạn khi chỉ nhìn thấy mấy con chuột. Nhưng chẳng mấy chốc Jerry đã tập hợp được cả một đàn chuột. Cuộc chiến giờ đây đã đảo chiều khi liên minh chuột dễ dàng đánh bại liên minh mèo. Sau đó liên minh chuột còn biến liên minh mèo thành tay sai cho mình. Vào một ngày hè, trời nóng đến mức hai chú chim đang chuẩn bị uống nước thì nước liền bốc hơi. Nó khiến mèo con chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn nằm yên một chỗ. Bà chủ thấy thế liền mở cửa tủ lạnh ra cho mát nhà mát cửa. Bà bảo Tommy trông chừng cái tủ lạnh một tí rồi đi lấy đồ. Nhìn thấy một con kiến đang phải chịu nóng giống mình thì Tom liền cho nó một cục đá. Con kiến được giúp đỡ thì biết ơn mèo con lắm rồi rời đi. Sau khi bà chủ quay lại thì Tommy liền lấy một ổ bánh mì ra để làm gối đỡ đầu. Mặt khác Jerry đang cố gắng ngủ thì lại nghe thấy tiếng ngáy của mèo con. Cậu vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy cửa tủ lạnh đang mở. Thế là có bao nhiêu đồ ăn trong tủ Jerry đều bỏ hết vào giỏ. Sau đó cậu tính tổ chức một bữa ăn ngoài trời thì bỗng nhiên nghe có tiếng chửi. Bà chủ nghĩ rằng mèo con đã nhân lúc bà đi ngủ để ăn vụng đồ ăn. Mặc dù Tommy đã cố gắng nói lúc đó mình đang ngủ nhưng bà chủ vẫn không tin. Cậu định tìm Jerry để nói chuyện thì bị bà chủ chặn lại. Bà bảo Tom hãy chịu trách nhiệm về việc mình đã làm rồi đuổi Tom ra ngoài. Tommy nhìn thấy Jerry vừa báo hại mình thì liền đuổi theo Jerry. Nhưng giữa cái nóng oi bức như thế này thì ai mà chịu cho nổi. Mèo con quyết định bỏ cuộc để về võng nằm nghỉ. Jerry thấy thế thì liền quay trở lại bữa ăn, nhưng đã có một con kiến mang đồ ăn của cậu đi nên cậu phải đuổi theo để đòi lại. Sau đó con kiến vẫn tiếp tục trộm đồ ăn của Jerry. Tom thấy thế thì cười khúc khích khi giờ Jerry đang phải trải qua cảm giác của cậu, cảm giác phải đuổi theo một đứa nhỏ hơn mình nhưng lại bị nó hành cho ra bã. Sau đó con kiến không chỉ ăn vụng đồ ăn của Jerry mà còn phun lên mặt Jerry nữa, thậm chí nó còn khiến Jerry bị trượt vỏ chuối mà đâm thẳng vào cái cây. Bây giờ Jerry mới hiểu được cảm giác của mèo con nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, đang định cắn miếng dưa hấu cho mát bụng thì ai ngờ nó tự di chuyển. Tới khi Jerry đuổi theo thì chỉ còn mỗi mấy cái hạt. Thấy con kiến càng ngày càng tắc oai tắc quái thì Jerry định dạy cho nó một bài học. Nhưng con kiến đã nhân lúc Jerry không để ý liền lấy hết đồ ăn của cậu. Tommy thấy thế thì cũng tỏ ra tội nghiệp cho Jerry. Nhưng được một lúc sau khi Jerry rời đi thì Tom liền gọi con kiến đến. Hóa ra nó và Tom đã hợp tác với nhau. Chiến thắng đầu tiên dành cho Tom. Các bạn có biết mèo con đã từng là một cầu thủ đá banh không? Cậu nhìn thấy Spike đang bị xích lại liền chọc giận Spike.
Mèo con cũng không quên thể hiện vài đường quyền cho Spike xem, nhưng chơi hoài cũng chán nên cậu đã chuyển sang chỗ khác chơi. Jerry đang tìm đồ ăn thì bỗng nhiên bị ăn nguyên trái banh của Tom. Tom thấy thế thì cũng không nghĩ nhiều liền cho Jerry vào làm thủ môn. Nhìn thấy Jerry hoảng loạn chạy lung tung thì Tom càng ngày càng phấn khích hơn. Thậm chí cậu còn cho Jerry ăn hẳn một quả banh vào miệng. Thấy Spike cũng ăn nguyên quả banh vào miệng giống Jerry thì Tom đá Spike một phát. Cậu cũng không quên chơi đùa với Spike thêm một lần nữa. Sau đó mèo con tiếp tục đá banh và lần này Jerry đã đỡ được. Con diều hâu đang ngủ gần đó mà bị làm phiền thì nó liền bay đến gõ vào đầu Tom. Tiếp theo là cho mèo con uống nước xong rồi quăng mèo con đi chỗ khác. Mặt khác Jerry đang lén lút sơn một quả bóng bowling thành một quả banh. Sau đó cậu dụ Tommy thử đá trái banh đó và cái kết là Tommy bị vỡ vụn. Đá banh nhiều cũng mệt rồi nên Tom muốn đi tìm đồ ăn. Cậu vô tình để tay vào bếp nướng mà không biết điều đó. Ăn thêm tương ớt không? Có cho tôi đi. Ăn thêm mù tạt không? Có cho tôi đi. Sau khi chuẩn bị xong hết thì Tom mới biết cái tay mình đã bị nướng chín. Cậu nhìn thấy Spike đang nằm thì tiếp tục chọc giận Spike. Cùng lúc đó Jerry đã lén bỏ hai con bọ cạp vào giày của Tom. Tiếp theo cậu khiêu khích Tom xem Tom có dám đá banh nữa không. Thế là mèo con ngây thơ liền bị bọ cạp chích vào chân. Nó khiến cậu đá Spike bay ra luôn khỏi cái dây xích. Tommy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra mà còn tiếp tục chọc giận Spike. Kết quả là cậu bị ném thành một trái bóng bầu dục. Sau đó Spike nhanh chóng sút Tom bay đi chỗ khác. Một bãi biển đang tổ chức một cuộc thi lướt sóng, Tâm và Gia Huy nghe xong thì liền muốn tham gia. Nhìn thấy đối thủ của họ là Group E trông có vẻ đần đần thì cả hai liền không nghĩ nhiều mà đi lấy ván trượt, thầm nghĩ trong bụng kiểu này sẽ nắm chắc phần thắng rồi. Nhưng họ đâu ngờ mỗi khi Group E thay đồ thì sẽ như biến thành một người khác. Group E nhanh chóng chạy lên trước để mở màn cuộc thi, màn biểu diễn của cậu dễ dàng giành được 3.8/10. Mèo con thấy thế thì cũng nhanh chóng thể hiện nhưng lại bị Group E cưa mất cái ván, thế là Tom nhận về toàn điểm kém. Tiếp theo là Jerry thì cậu cũng có một chút kỹ năng nên nhận được điểm khá cao. Sau đó là phần thi thứ hai thì Group E tiếp tục đi thay đồ. Nhưng lần này mèo con muốn trả thù Group E về chuyện hồi nãy. Kết quả là cả ba đều bị điểm thấp. Nhận thấy cái quần này có vẻ không hợp thì Group E liền đổi quần khác. Nhờ đó mà cậu có thể biểu diễn được vài đường quyền và giành được 3 con 10 tuyệt đối. Tom thấy thế thì cũng không chịu thua khi cậu nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Tiếp theo là tới lượt Jerry thì cậu chưa kịp biểu diễn đã bị Tom dọa cho mất xác. Thế là sau một hồi thi đấu thì người giành được giải nhất là Group E. Cậu nhanh chóng lái chiếc xe chở tiền lên du thuyền cùng người anh em của mình. Hóa ra Drippy và Group E đã thay nhau thi đấu nên mới giành được giải nhất. Sau đó là đến giải nhì thì mèo con giành được một xe chở toàn phô mai. Jerry thì chỉ nhận được một hộp quát. Dù sao Tom cũng không thích ăn phô mai nên cậu đành nhường cho Jerry vậy. Mèo con đang ngủ chưa thì bỗng nhiên bị Spike gọi dậy. Spike nói mình muốn nhờ Tom dạy cho Thai chơi tennis, bởi vì cậu biết Tommy đã từng giành được vô số giải thưởng về bộ môn này. Mèo con mặc dù tỏ ra khiêm tốn nhưng dưới sức ép của Spike thì vẫn phải nghe lời. Thế là cậu nhanh chóng dựng lưới ra, sau đó là tìm phấn để vẽ một cái sân. Thấy Jerry kế bên mèo con đành dùng tạm Jerry để vẽ vậy. Chẳng mấy chốc mà một cái sân bóng tennis đã hoàn thành. Trước khi huấn luyện cho Thai thì Spike dặn Tommy lo mà làm đàng hoàng. Tom thầm nghĩ trong bụng chắc sẽ nhanh thôi nhưng tới khi làm thì nó lạ lắm. Nhìn thấy Spike đang cau mày thì mèo con liền chỉnh đốn lại thái độ. Cậu đánh thật mạnh vào quả bóng tennis và suýt nữa làm hại đến Thai. May mà Thai không sao chứ không mèo con cũng khó lòng qua khỏi. Sau đó Tom đã đem một cái máy bắn bóng ra để tập cho Thai xem trước. Nhưng Terry đã nhân cơ hội Jom không để ý liền chỉnh cái máy lên mức cao, khiến cho mèo con phải nhanh tay lẹ mắt đánh bóng nhưng vẫn có một quả trúng vào Thai. Thế là Spike quyết định mình sẽ tự tay huấn luyện Thai, cậu biến mèo con trở thành một cái vợt rồi đánh cho Thai xem. Jerry thấy thế thì cũng đưa cho Thai một cái vợt để tập trung với bố. Nhận ra con trai đã biết chơi tennis thì Spike liền biến Tom thành một quả bóng. Từ đó hai cha con có thể chơi tennis với nhau. Tại thuộc địa nước Mỹ, ông Thomas Jefferson vừa viết xong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Ông dặn Tom trông chừng nó một xíu để mình đi xử lý công việc khác. Trong khi đó, Jerry đang tìm một quyển sách nào đó. Ngay khi cậu vừa tìm được thì Tom đã đóng mạnh quyển sách lại. Jerry nhân lúc Tom không để ý liền chạy đi nhưng Tom bảo chạy đâu cho khỏi nắng. John vừa bắt được Terry liền lấy luôn bản tuyên ngôn độc lập gấp thành một cái máy bay. Nhờ nó mà mèo con đã cho Jerry trải nghiệm cảm giác bay là như thế nào. Nhưng cậu đâu ngờ hành động vừa nãy sẽ khiến 13 thuộc địa Bắc Mỹ không thể ly khai ra khỏi nước Anh. Thế là Tâm liền đuổi theo Gia Huy nhưng đã quá trễ rồi. Tới khi mèo con bắt được Jerry thì bỗng nhiên Spike xuất hiện.
Spike hỏi Tom đang cầm cái gì đó thì Tom liền đưa cho Spike một cục xương, thành công hối lộ được Spike nhưng Spike nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng. Nhìn thấy Tom đang trốn trong đống bi sắt thì Spike liền lấy một viên ra để dụ Tom. Tom cứ tưởng mình chạy được rồi thì ai ngờ Jerry đã đặt bẫy cậu ở phía sau. Nhờ đó mà Jerry đã lấy lại được bản tuyên ngôn độc lập, nhưng mèo con sẽ không vì thế mà bỏ cuộc nên cậu đã cố gắng đuổi theo Jerry. Ngay khi Jom dồn được Terry vào đường cùng thì Terry liền đưa ra bản tuyên ngôn, cậu cười lên vì nghĩ rằng chiến thắng đã thuộc về mình nên đâu để ý phía trên là gì. Mặt khác, ông Thomas Jefferson đang rất tức giận khi không thấy Tom đâu. Vừa nhắc Tào Tháo liền xuất hiện, cứ tưởng Tom đã hoàn thành được nhiệm vụ thì cậu lại cầm nhầm giấy. Cũng may mà sau đó Jerry đã xuất hiện với bản tuyên ngôn độc lập thật. Thế là cuối cùng bản tuyên ngôn độc lập cũng đã được công bố. Các bạn có biết ai là cha đẻ của phát minh về máy bay không? Bây giờ Jerry đã lớn tuổi và đang làm một hướng dẫn viên trong một bảo tàng cổ. Cậu bắt đầu kể về nguồn gốc của máy bay cho mấy đứa nhỏ nghe. Tại nhà của hai anh em Orvin và Wilbur khi họ đang cố gắng chế tạo một chiếc xe đạp, Orvin vừa nhìn thấy Jerry liền gọi Wilbur và Wilbur liền gọi Tom đến. Lần đầu được dùng xe đạp khiến mèo con chỉ muốn chạy nhanh hết mức có thể, kết quả là bị Jerry cho ngã thẳng vào đống bánh xe. Để thoát khỏi đây thì Jerry đã sử dụng hai cái cánh trên tấm bìa để bay đi. Orvin và Wilbur thấy thế liền nảy ra ý tưởng về việc tạo ra một thứ có thể bay được. Thế là mô hình về máy bay đầu tiên nhanh chóng được ra lò. Họ lợi dụng mèo con để khiến Jerry phải thử nghiệm nó. Kết quả là cái máy bay bay mượt như săn siêu, nhưng mà hơi tội cho mèo con khi cậu đang đu theo ở phía dưới. Với những kết quả có được thì Orvin và Wilbur tiếp tục cải tiến cái máy bay. Ngay khi họ vừa rời đi thì Tâm và Gia Huy tiếp tục đuổi nhau. Nhìn thấy mèo con đã vào trong thì Jerry liền kích hoạt động cơ cánh quạt. Sau khi bị cái xẻng đập vào mặt liên tục thì Tom định để nó ra đằng sau. Nhưng cậu đâu ngờ Jerry có thể điều khiển được bốn hướng của cánh quạt. Kết quả là mèo con tiếp tục bị cái xẻng đập vào đầu. Orvin và Wilbur thấy thế thì nhanh chóng chạy lại xem. Họ phát hiện ra động cơ cánh quạt đã hoạt động một cách trơn tru. Thế là sau đó cả hai đã tìm một nơi vắng vẻ để tiếp tục thử nghiệm cái máy bay. Trong lúc họ đang suy nghĩ làm sao để hoàn thiện phần cánh quạt, thì Jom và Terry đã vô tình đuổi nhau lên cái máy bay. Từ đó mà Tom liền biến thành phần cánh quạt còn thiếu để cái máy bay bay lên. Nhìn thấy phát minh của mình đã hoạt động được thì Orvin và Wilbur vui lắm. Nhưng họ chưa kịp ăn mừng thì Jerry đã điều khiển cái máy bay hạ xuống. Và đó là nguồn gốc của cái máy bay đầu tiên. Cùng lúc đó Tom cũng đang kể cho mấy chú mèo con khác nghe. Vào thế kỷ 19, Jerry đang ở nông trại của mình thì vô tình tìm được vàng. Tom và Butch thấy thế liền chơi xấu Jerry rồi chạy ra phần đất của cậu để cướp vàng. Cũng may mà có cảnh sát trưởng Spike xuất hiện kịp thời để ngăn cả hai lại. Spike bảo Jerry cứ tiếp tục tìm vàng còn tôi sẽ bảo vệ bạn. Nhìn thấy Spike ngồi yên tại ranh giới giữa đất của mình và đất của Jerry thì Tom và Butch phải nghĩ cách để cướp được vàng của Jerry. Cả hai định đào xuyên qua mặt nước để đi đến phần đất của Jerry cướp vàng. Vừa nhìn thấy vàng thì mắt mèo con liền sáng lên nhưng cậu vô tình lấy trúng ngay cục vàng to nhất. Sau đó Tom và Butch đã nảy ra một ý tưởng khác. Họ sẽ tăng tốc độ của bánh xe nước lên để kéo hết vàng của Jerry về phía mình. Thế là cả hai đã thành công cướp được vàng nhưng họ chưa kịp ăn mừng thì cái bánh xe nước đã bị bung ra. Từ đó mà vàng của Tom và Butch đã bay về phía Jerry. Sau đó Jerry đã chất hết số vàng lên chiếc xe kéo để đi xuống thị trấn. Tom và Butch thấy thế liền chạy lên trước để dàn dựng một vụ sạt lở đất. Mèo con thấy một cục đá rơi ra liền trả nó lại chỗ cũ. Nhưng cậu đâu ngờ hành động đó lại khiến kế hoạch bị đổ bể. Sau đó Tom và Butch quyết định sẽ chơi lớn một pha. Tommy nghe lời Butch liền dùng một cây kim đâm mạnh vào mông con bò, khiến nó trở nên hoảng loạn mà đuổi theo Jerry. Từ đó cả hai đã cướp được chiếc xe chở vàng. Ngay khi Tom và Butch nghĩ mình đã giành chiến thắng thì ông chủ bảo đây không phải vàng, đây chỉ là những vật dụng được sơn bằng vàng. Hóa ra số vàng thật đã được Jerry gửi gắm cho Spike, nhờ đó mà cậu mới có thể trở thành một chú chuột giàu có, còn Tom và Butch thì được ăn cơm tù miễn phí. Vào một ngày đông giá rét, Jerry muốn đi trượt băng nên cậu đã xịt nước để đóng băng toàn bộ sân sau. Nhờ đó mà cậu có thể dễ dàng lướt đi để tạo ra những điệu nhảy duyên dáng. Thậm chí Jerry còn gắn thêm đèn để cho không khí xung quanh lung linh hơn. Ngay lúc cậu đang chill thì bỗng nhiên Tom xuất hiện. Mèo con muốn chơi khúc côn cầu nên cậu đã tân trang lại cái sân sau. Jerry đang tận hưởng khung cảnh xung quanh mà bị làm phiền thì sao cậu có thể chịu nổi. Tommy thấy thế thì cũng không bận tâm lắm khi cậu chỉ cho Jerry ăn một ít tuyết. Sau đó cậu đang biểu diễn vài đường quyền thì Jerry tiếp tục xuất hiện. Mèo con cố gắng đâm trúng Jerry thì lại khiến bản thân bay lên trời. Thậm chí cậu còn bị Jerry dụ đâm thẳng vào khung thành. Thế là cả hai bắt đầu quay lại trò mèo vờn chuột. Do mải mê đuổi theo Terry mà không để ý phía dưới nên đã bị gạt giò. Mặc dù cay Terry lắm nhưng Jom vẫn muốn tiếp tục chơi khúc côn cầu. Thế mà chú lùn còn biết đỡ bóng khiến cho mèo con càng cay thêm.
Cậu lại gần kiểm tra thì phát hiện ra Jerry nên đã trở nên nóng giận hơn. Jerry nhân cơ hội đó liền đóng băng mèo con lại. Cho dù Tom có cố gắng đuổi theo thì Jerry cũng đã có phương án dự phòng. Cậu sẽ sử dụng cái vòi xịt để tạo cho mình một con đường tẩu thoát. Sau đó Jerry nhanh chóng thay cho mình một bộ đồ khác để khiêu vũ. Cậu muốn trêu chọc mèo con thêm nên đã quăng con búp bê qua chỗ mèo con. Lại một ngày rảnh rỗi của Tom và Gia Huy, Tom đang đuổi theo Jerry thì liền bị mắc kẹt. Jerry nhân cơ hội đó liền chọi một quả bóng tuyết vào mặt Tom, từ đó mà cuộc chiến tuyết đã chính thức được khơi mào. Jerry dựa vào pháo đài tuyết liền bắn ra vô số quả bóng tuyết vào người Tom. Thấy Jerry có pháo đài thì mèo con cũng nhanh chóng xây cho mình một cái, nhưng cậu chưa kịp hoàn thiện thì đã bị Jerry phá hoại. Sau đó Tom tính xem Jerry đang làm gì thì ai ngờ suýt được ăn phải một quả cầu tuyết. Nhưng cậu chưa kịp ăn mừng thì nó đã lăn ngược về phía cậu. Ngay khi những cái mũ phép thuật rơi ra thì đã có một cái rơi vào người tuyết của Tom. Jerry thử ném một quả cầu tuyết qua thì nó liền đỡ lấy. Thậm chí người tuyết còn bắn ngược lại Jerry. Thấy người tuyết của Tom có mũ phép thuật thì Jerry cũng đã lấy cho mình một cái. Nhưng trong lúc cậu đang sửa pháo đài thì mèo con đã tạo ra một người tuyết khổng lồ. Nhờ đó mà John dễ dàng áp đảo được Terry. Jerry thấy thế đành phải án binh bất động để đợi mèo con trèo xuống. Vì quá cay cú Jerry nên Tommy đã tạo ra cho mình một đội quân người tuyết. Nhưng Jerry cũng không ngồi yên khi cậu đã đi trước mèo con một bước. Thế là cuộc chiến giữa những người tuyết chính thức bắt đầu. Hai bên liên tục bắn tuyết về phía nhau khiến cho Tâm và Gia Huy cũng phải sợ hãi. Bây giờ cả hai nhận ra mình không thể ngăn cản được cuộc chiến nên đã dùng cách khác. Chẳng mấy chốc mà sân sau đã không còn bóng dáng của một người tuyết nào nữa, nhưng Tom đã dùng một cái mũ phép thuật để lấy được khả năng tạo ra tuyết. Tom đang đi lạc ở sâu trong dãy núi Himalaya đầy tuyết thì bỗng nhiên nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ. Cậu thầm nghĩ nếu mình mà vào được bên trong chắc sẽ ấm lắm đây, nhưng hiện thực đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh vào mặt. Mèo con nhìn vào bên trong thì thấy Jerry đang ngủ ngon lành, thế là cậu định chào hỏi Jerry một cái thì ai ngờ lại bị dính ngay cái bẫy chuột. Sau đó Tommy thử đổi chiến thuật khác, cậu định đi vào bằng đường ống khói thì Jerry lại nhanh tay hơn khi đã mồi lửa trở lại. Mặc dù đã có được Jerry nhưng mèo con đã vô tình đi vào lãnh địa của chuột tuyết. Nhìn con chuột tuyết có vẻ đáng sợ đấy nhưng Tâm vẫn muốn bắt Gia Huy lại. Thế là Gia Huy liền nhảy lên người con chuột tuyết để nghịch ngợm. Mèo con nhìn thấy thì cho thẳng tay vào trong miệng con chuột tuyết luôn. Kết quả là cậu tìm được Jerry nhưng vô tình chọc giận con chuột tuyết. Thế là thành ra Tom đuổi theo Jerry còn con chuột tuyết đuổi theo Tom. Mèo con thì suýt chút nữa là bắt được Jerry rồi nhưng lại xí hụt. Sau đó cả ba đã đuổi nhau đến suối nước nóng. Chỉ vì một phút lơ là mà con chuột tuyết đã ngã thẳng vào một mạch nước. Kết quả là sau đó nó đã bị thu nhỏ lại thành một cục bông. Hôm nay ông chủ có việc cần ra ngoài nên ông đã nhờ Tom trông coi cửa hàng. Ngay khi ông chủ rời đi thì mèo con cảm thấy hơi mệt nên đã đi tìm chỗ để ngủ. Bỗng nhiên có tiếng động ở trong hang của Jerry khiến cậu tỉnh giấc. Hóa ra Jerry đang tổ chức một bữa tiệc chỉ dành riêng cho chuột. Cậu sẽ đảm nhận vai trò Daisy để khiến cuộc vui trở nên sôi động hơn. Mèo con nhìn thấy Jerry có vẻ đang quẩy rất sung nên cậu cũng muốn góp vui. Kết quả là những con chuột khác lại còn cảm thấy Jerry đang chơi nhạc hay hơn. Nhận ra cách này không có tác dụng thì Tommy đã nhanh chóng đổi cách khác. Cậu trộm hết đống album nhạc để dụ Jerry lên trên. Mèo con thầm nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng nhưng chỉ trong một phút lơ là cậu đã bị Jerry đánh bại. Sau đó cậu còn bị Jerry dụ dỗ đập phá đồ đạc khắp nơi. Cuối cùng là Jerry đã lấy lại được đống album và mèo con bị cái búa đập vô chân. Bây giờ Tom mới nhận ra không vào hang cọp thì làm sao có thể bắt được cọp con. Thế là mèo con nhanh chóng hóa trang thành một con chuột để đột nhập vào trong. Nhưng trong một phút sơ suất mà Tommy đã bị rơi mất cái mũi chuột giả. Mặc dù đã bắt được Tuffy nhưng trong bữa tiệc cũng có chuột bảo vệ nên Tom đã bị đấm không trượt phát nào. Nhìn thấy cửa hàng đã bị Tommy quậy phá nên ông chủ đã đuổi Tommy ra ngoài. Các bạn có biết mèo con đã từng là một tay cua gái khét tiếng không? Cô mèo Tuss với vẻ đẹp 10 trên 10 khiến cho Tommy nhìn hoài không chán. Thế là cậu nhanh chóng sửa sang lại bản thân một chút rồi mang Jerry qua gặp nàng. Lúc đầu Tuss có vẻ khó chịu nhưng khi mèo con đưa Jerry ra thì cô liền quay xe. Tommy thầm nghĩ mình đã chinh phục được cô nàng thì ai ngờ cô chỉ thích Jerry. Thay vì muốn bắt Jerry giống Tom thì Tuss lại muốn chăm sóc Jerry hơn. Cậu đợi ở đây để tôi đi lấy thêm đồ cho cậu nhé. Mèo con nhân lúc Tuss không có ở đây liền tăng nhiệt độ nước lên để lấy lại Jerry. Nhưng Tuss đã nhanh chóng có mặt để lấy Jerry lại từ tay Tommy. Sau đó Tuss còn đem Jerry vào trong phòng của mình để chăm sóc. Mèo con nhìn thấy Tuss có niềm đam mê với âm nhạc thì liền nảy ra một ý tưởng.
cậu quyết định sẽ hóa trang thành một chú mèo biết chơi đàn để thu hút Toots. Cộng thêm 20 năm kinh nghiệm tán gái thì mèo con dễ dàng được Toots mời vào trong. Nhưng trong lúc cậu đang tìm Jerry thì lại bị Jerry giật điện cho một phát. Mặc dù có hơi xấu hổ nhưng mèo con đã nhanh chóng quay trở lại cuộc tán tỉnh. Terry nhân lúc John đang nhảy múa nhiệt tình liền sử dụng đèn laser chiếu vào. Thành công thu hút được sự chú ý của mèo con đuổi theo cái chấm đỏ. Nhưng Toots đã nhanh chóng lấy lại cái đèn laser. Thế là Jerry đành phải bật quạt lên cho mát vậy. Sau đó Tâm và Gia Huy đã quậy banh cái phòng âm nhạc của cô mèo Toots. Cảm thấy có lỗi với người đẹp thì mèo con định hát một bài để dỗ dành nhưng cậu đâu ngờ lại bị người đẹp đánh bay về nhà. Jerry thì cũng không ngoại lệ. Ở Tây Ban Nha đang tổ chức một cuộc thi nhảy flamenco. Bất kỳ ai có thể khiến ngài chủ tịch hài lòng thì sẽ nhận được một cây đàn vàng. Với khát vọng được chứng minh bản thân thì mèo con đã xung phong lên đầu. Điệu flamenco là sự pha trộn giữa vũ đạo của dân Zigan kết hợp với cách múa của người Ả Rập và âm nhạc dân gian miền Andalusia. Những tư thế riêng biệt, tiếng búng hay vỗ tay và tiếng giày gõ nhịp điệu trên sàn nhảy đều có thể thu hút được ánh nhìn của bất kỳ ai. Mèo con cứ thế mà dễ dàng chinh phục được người đẹp với điệu nhảy flamenco. Mặt khác, Jerry đang hẹn hò với bạn gái ở dưới thì liền bị bẽ mặt. Thế là cậu đã đi ra ngoài để ném một cái vỏ chuối về phía Tommy. Sau đó là quay trở lại bữa tiệc nhưng Tom càng ngày càng quá đáng hơn. Jerry thấy thế liền quyết định sẽ gỡ mấy cái đinh ở dưới sàn gỗ ra. Mục đích là để cho mèo con biết thế nào là lễ hội, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để có thể ngăn Tommy nhảy múa lại. Chủ tịch nhìn thấy màn biểu diễn của mèo con thì cực kỳ hài lòng. Nhưng trước khi ông trao cho Tom cây đàn vàng thì Jerry đã thách đấu Tom. Jerry và cô bạn gái cũng có thể biểu diễn được vũ điệu flamenco không kém cạnh gì mèo con. Thế là chủ tịch muốn một cuộc chiến giữa Tâm và Gia Huy để xem ai sẽ xứng đáng với cây đàn vàng. Mặc dù có lợi thế to lớn nhưng mèo con nhanh chóng bị Jerry quay như trong chóng. Jerry cứ nghĩ thế là ngầu mà cậu đâu biết mình vừa chọc giận một con quái vật. Khát vọng được chứng minh bản thân đã khiến Tommy nhảy múa điên cuồng. Kết quả là tòa lâu đài của chủ tịch bị phá nát và ông ta quyết định sẽ trao cho Tom cây đàn vàng. Nhưng trao bằng cách này thì nó lạ quá. Các bạn có biết Safari ở châu Phi có gì không? Hôm nay bà chủ và Tom có dịp được đi đến đó tham quan. Mèo con không hứng thú lắm nhưng khi nghe đến sư tử thì cậu đã thay đổi 180 độ. Nhận ra đây là họ nhà mèo giống mình thì Tom đã nhanh chóng chạy đến. Sư tử đầu đàn hỏi Tom là ai thì Tom bảo mình là họ hàng Salak Saler của nó. Nó bảo Tommy thử gầm lên xem thì ai ngờ cậu lại nhổ cho nó một bãi nước bọt vào mặt. Thấy tình hình đang căng thẳng nên Tom đã mang Jerry ra để tặng cho sư tử đầu đàn. Sư tử đầu đàn bảo con này hơi nhỏ nên muốn con này cơ. Thấy John gặp nạn thì Terry nhanh chóng ra tay giải cứu. Sau đó cả hai đã chạy vào trong một căn lều. Họ cứ nghĩ bản thân đã an toàn thì bỗng nhiên phía sau xuất hiện sư tử cái. Thế là Tâm và Gia Huy đành phải chạy ra ngoài thì tiếp tục gặp lại sư tử đầu đàn. Nhưng lần này khác với lần trước khi nó đã tổ chức cho Tom một bữa tiệc sinh nhật. Cứ tưởng nó tốt lành lắm thì hóa ra mục đích của nó là vỗ béo John và Terry. Sau khi chạy thoát khỏi sư tử đầu đàn thì mèo con bị hiểu lầm là một chú tê giác. Jerry thấy thế thì cười lên nhưng cậu đã phải nhanh chóng chạy lẹ khi đàn sư tử đến. Cô tê giác thấy cái sừng biến mất thì cứ tưởng có thợ săn đang ở gần đây. Kết quả là cả đàn tê giác liền trở nên sợ hãi mà chạy tán loạn khắp nơi. Tâm và Gia Huy chưa kịp chạy về xe thì đàn sư tử còn chạy nhanh hơn cậu. Bà chủ vừa nhìn thấy con sư tử đầu đàn thì cũng trở nên hoảng loạn. Jerry đang ráng trèo lên một ngọn đồi để được nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên ở Úc. Cậu mải mê nhìn những con vật khác mà đâu hay biết mèo con cũng đang ở phía sau. Nhưng Tom đang đứng trên ổ trứng của con đà điểu nên nó liền tấn công Tom. Nhìn thấy Tom dám cười nhạo mẹ mình thì đà điểu con đã cắn mạnh vào đuôi Tom. Sau đó Tâm và Gia Huy đã quay trở lại trò đuổi bắt. Nhưng lần này Jerry đã vô tình đi vào túi của một bà mẹ kangaroo. Mèo con thấy thế định tìm Jerry trong túi của mẹ kangaroo thì cậu liền bị ăn đấm. Nhưng không vì thế mà Tommy sẽ bỏ cuộc. Cậu thử dùng cái boomerang ném về phía mẹ kangaroo thì bà bảo dừng lại. Bà nói nó có thể làm hại đến những đứa trẻ nên hãy đi chỗ khác đi. Sau đó Tommy nhân lúc mẹ kangaroo đang ngủ liền lấy trộm một con. Cậu đâu ngờ mình lại lấy ngay con kangaroo thật nên đã bị ăn đấm. Thế là cậu đành phải trả nó về chỗ cũ và chúc mẹ kangaroo ngủ ngon. Tiếp theo mèo con thử hóa trang thành một con kangaroo đực. Thành công thu hút được mẹ kangaroo và bắt được Jerry. Nhưng cậu đâu ngờ mình đụng phải hoa đã có chủ. Kangaroo bố nhanh chóng ném mèo con bay đi chỗ khác. Tội nghiệp cho Tommy của chúng ta. Hôm nay bà chủ đã chán việc phải ở nhà hoài nên muốn đi du lịch. Bà đang cực kỳ phấn khích khi không còn nhìn thấy Jerry nữa thì bỗng nhiên Jerry xuất hiện. Thế là Tom nhanh chóng bắt lấy Jerry rồi quăng đi chỗ khác.
Ông trời cảm thấy như thế vẫn chưa đủ nên đã cho Jerry rơi thẳng xuống thác nước. Sau đó Jerry đã quay trở lại thì cậu nhìn thấy biển cảnh cáo đừng cho khỉ ăn. Nhưng cái gì càng cấm thì cậu lại càng thích làm. Jerry nhân lúc Tom không để ý liền lấy bịch kẹo đổ vào túi của bà chủ, thành công dụ được con khỉ chạy ra khỏi chuồng. Mèo con thấy thế liền đuổi theo để lấy lại cái túi. Cậu nhìn thấy con khỉ đang nghe nhạc thì thấy cũng hay hay nên muốn được nghe thử. Thế là Tommy mải mê nghe nhạc mà không để ý đến biển cảnh cáo hoa ăn thịt. Xin là xin vĩnh biệt cụ vậy. Sau đó con khỉ đang lục lọi cái túi thì Jerry vô tình nhìn thấy quyển album của Tom. Jerry nhanh chóng lật ra và nhìn thấy hình của Tommy hồi nhỏ. Mặt khác con khỉ đang nghịch cái điện thoại thì bỗng nhiên gọi đến một tiệm pizza. Mặc dù không biết con khỉ nói gì nhưng ông chủ đã chốt cho nó 20 cái loại lớn. Cùng lúc đó Jerry đang bắt chước theo mèo con thì bỗng nhiên mèo con xuất hiện. Nhưng chuyện của Jerry đành phải để sau khi Tom đang phải ưu tiên lấy lại cái túi. Sau khi đánh bại được mèo con thì con khỉ đã tìm được chìa khóa xe. Nó và Jerry nhanh chóng ngồi vào ghế lái và bắt đầu chạy. Tommy thấy thế thì cũng lấy chiếc xích lô kế bên ra để đuổi theo. Do là lần đầu lái xe nên con khỉ thấy cái gì liền tông thẳng vào cái đó. Tom vô tình vớ được một bộ đồ thì cũng quăng vào xe luôn. Sau đó con khỉ đã quay xe và đến chỗ của một chú voi. Nó nhờ chú voi rửa xe cho mình thì chú voi rất sẵn lòng đồng ý. Tới lượt mèo con thì nó lại phun cho mèo con một đống bùn vào mặt. Sau đó con khỉ đã mang chiếc xe trở lại với một đống đồ mới ở phía sau. Bà chủ thấy thế thì rất hài lòng nên thưởng cho con khỉ và Jerry mỗi đứa 5 đô. Còn mèo con thì cậu phải thanh toán 20 cái pizza do con khỉ đặt với giá 10.000 đô. Các bạn có biết nếu như Tâm và Gia Huy thay đổi vị trí cho nhau sẽ ra sao không? Jerry sẽ không còn bị bà chủ sợ hãi nữa và cậu sẽ được vuốt ve nằm ngủ. Còn mèo con sẽ phải sống trong sợ hãi nếu như bị Jerry phát hiện. Vừa nhìn thấy Tom thì bà chủ liền bảo Jerry đi xử lý Tom. Tommy phải cố gắng tìm chỗ trốn nhưng cái đuôi đã vô tình làm lộ vị trí của cậu. Vừa nhìn thấy Terry thì John đã hoảng sợ liền chạy đến phía cái cửa. Nhưng làm sao mèo con có thể bỏ chạy trước một Jerry hùng mạnh được? Butch thấy Tommy thành ra như vậy thì cậu cũng đồng cảm lắm. Cả hai đang bàn cách để lẩn tránh Jerry thì Jerry liền gầm lên một tiếng khiến cả hai sợ hãi. Sau đó mèo con đã nhân lúc Jerry đang ngủ để lẻn vào trong nhà. Nhưng tiếng nhai chóp chép của Tom đã nhanh chóng bị Jerry phát hiện ra. Thế là cậu phải chạy lẹ nếu như không muốn bị ăn đấm lần hai. Jerry đuổi theo tới phòng ngủ thì nhìn thấy một sợi dây giống cái đuôi của Tom. Cậu cố gắng hết sức để kéo ra mà đâu hay biết đó là dây buộc đồ ngủ của bà chủ. Bị Jerry kéo như thế thì bà liền tức giận mà đánh Jerry một cái. Vì muốn nhanh chóng bắt được Tom nên Jerry đã dùng một con cá để bẫy Tom. Chẳng mấy chốc mà mèo con đã ngửi thấy mùi thơm của cá, nhưng cậu rất tỉnh và đẹp trai khi ăn xong liền nhả xương lại. Thấy cái bẫy của mình không hoạt động thì Jerry liền tức giận lên. Cậu quyết định sẽ dạy cho mèo con một bài học thì bỗng nhiên màn hình bị lag. Hóa ra là do Jerry đang đội mũ thực tế ảo nên mọi chuyện mới xảy ra theo ý cậu. Sau đó Jerry nhanh chóng rời đi và cậu cũng không quên chào Tom một cái. Lần này tới lượt Tom sử dụng mũ thực tế ảo thì cậu nhìn thấy mình đang ở với Spike. Ở trong thế giới này thì cậu tha hồ bắt nạt Spike mà không phải lo về hậu quả. Lại một ngày rảnh rỗi của Tâm và Gia Huy, Jerry đang nghe nhạc thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Thì ra là chị gái của cậu muốn nhờ cậu trông trẻ giúp cô ấy trong một ngày. Jerry chưa kịp nói gì thì chị gái đã đưa đứa trẻ vào tay cậu. Thậm chí còn đưa thêm đồ dùng chăm sóc em bé. Sau đó Jerry đã nhanh chóng đưa trẻ vào trong nhà thì bỗng nhiên nó lại biến mất. Thì ra đứa trẻ đã đi ra ngoài và nhìn thấy Tommy đang yên đang lành mà có đồ ăn tới miệng thì mèo con nhanh chóng đón nhận. Ngay khi cậu vừa cắn xuống thì bỗng nhiên Jerry chạy đến. Bị Terry cướp mất cái ăn thì John cũng cáu lắm. Jerry nhìn thấy hết đường chạy thì cậu liền cột cái miệng mèo con lại. Bỗng nhiên Tom cũng nhận được một tiếng gõ cửa. Hóa ra là người em lâu ngày không gặp muốn nhờ cậu trông trẻ giúp cô ấy. Nhưng nhìn đứa trẻ này thì không biết là Tommy trông nó hay nó trông Tommy nữa. Người em dặn dò Tom nhớ chăm sóc đứa trẻ cẩn thận rồi rời đi. Thế là giờ Tom phải gồng cơ đít hít cơ mông để mang cháu vào trong nhà. Mặt khác Jerry đang dạy cho cháu mình về sự nguy hiểm của Tommy. Nhưng nó lại quá nghịch ngợm nên Jerry cũng khổ sở lắm. Bên phía mèo con thì cậu cũng không khá hơn Jerry được chút nào. Tom đang phải vừa chơi vừa ăn đấm của cháu. Bỗng nhiên cháu của Jerry chạy ra ngoài liền lăn thẳng một phát đến chỗ Tommy. Vì đang phải trông trẻ nên Tom cũng không thể làm gì được nó cả. Mặc dù cháu của Tom là mèo nhưng lại trái ngược với dòng họ khi sợ chuột. Cũng may mà Jerry xuất hiện kịp thời nên cháu của Tom mới dừng lại. Sau đó Jerry đang thay tã cho cháu thì nó lại tiếp tục biến mất. Hóa ra nó muốn tắm chung với cháu của Tom nên đã đi ra ngoài. Cháu của Tom nhìn thấy nó thì cứ như nhìn thấy ma vậy. Mặc dù Jerry đã mang cháu đi chỗ khác nhưng nó vẫn tiếp tục chọi đồ ăn. Đúng là trông trẻ không dễ dàng một chút nào cả. Đến chiều,
Chị gái của Jerry vừa xuất hiện thì cậu liền trả đứa trẻ lại rồi nói mình bận đi câu cá. Bên phía Tom thì cậu cũng đã trả lại đứa trẻ rồi nói mình đi câu cá với Jerry. Hôm nay Tâm và Gia Huy đi câu cá thì Jerry liên tục vô mánh còn Tom thì không. Nhìn thấy con Jun này có vẻ mệt rồi thì mèo con nhanh chóng đổi sang con Jun khác. Tommy vừa quăng cần thì liền có động tĩnh nhưng cậu đâu ngờ đó lại là một khúc gỗ. Thế là mèo con càng ngày càng quyết tâm hơn khi phải bắt được cá thì mới về. Butch ở dưới thấy thế liền dùng một con cá điện móc vào cần câu của Tom. Quậy phá xong cậu ta còn ngoi lên mặt nước để phun một bãi nước vào mặt Tom. Butch cảm thấy như thế vẫn chưa đủ nên đã dụ Tom và Jerry quăng cần câu xuống cùng lúc. Mục đích là để nối hai cái móc câu lại với nhau. Từ đó mà một trong hai bên sẽ bay thẳng về bên còn lại. Vừa nhìn thấy Gia Huy thì Tâm liền quăng cậu xuống dưới nước. Gia Huy nhận ra có nguy hiểm thì nhanh chóng tìm chỗ để trốn. Mặt khác mèo con đang vẽ một cục đá hình Jerry. Mục đích là để trả thù Butch vì cái tội dám phun nước vào mặt cậu. Sau đó Butch cũng đã tìm được chỗ của Jerry, nhưng cậu chưa kịp tấn công thì Tom đã xuất hiện. Mèo con cố gắng can chuẩn thời cơ để bắn thì lại bắn hụt, báo hại Jerry phải đi tìm chỗ khác để trốn Butch. Mặc dù đã chạy lên bờ nhưng Butch vẫn quyết tâm theo đuổi tới cùng. Kết quả là nó liền bị một con bồ nông ăn mất. Tâm thấy thế định quay ra bắt Gia Huy thì bỗng nhiên Spike xuất hiện. Tội nghiệp cho Tâm số nhỏ của chúng ta. Nếu bạn thấy hay thì có thể nhấn like và đăng ký kênh giúp tụi mình để tụi mình có động lực ra tiếp video nhé.